tục chương trình kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15, vào chiều nay Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về dự thảo nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì tại tổ đại biểu thành phố Đà Nẵng. Phiên họp này, các đại biểu cơ bản thống nhất với tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự thảo nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là về sự cần thiết của việc thực hiện chính sách này. Các đại biểu đã cho ý kiến về 5 nhóm nhiệm vụ cần tập trung thực hiện theo dự thảo nghị quyết, bao gồm mở cửa nền kinh tế gắn với đầu tư nâng cao năng lực y tế, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm, hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, phát triển kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, ngoài ra huy động từ các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước. Trong các khu trọ của công nhân hiện nay thì người lao động làm việc trong doanh nghiệp cũng như lao động tự do người ta ở sang kẽ và đang sang với nhau. Cho nên là cùng một đối tượng bị ảnh hưởng nhưng mà là lao động trong khu công nghiệp thì được nhận thụ hưởng chính sách, mà cũng ở trong khu trọ đấy nhưng mà làm ngoài khu công nghiệp thì người ta không thụ chính sách, thì cũng là cái vấn đề mà rất khó khăn. Qua nghe các ý kiến thảo luận, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các đại biểu, đồng thời tham gia thêm một số các ý kiến liên quan đến vấn đề tăng bộ chi ngân sách của năm 2022, tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Chúng ta có rất nhiều bài học về việc tăng vốn cho các cái doanh nghiệp nhà nước. Nếu như chúng ta không có một cái cơ chế kiểm soát nó tốt, rồi không có một cơ chế giám sát và sử dụng, thì nó cái hiệu quả nó mang lại, và thậm chí là ngân sách nhà nước lại thiệt hại. Nên là tôi ở đây tôi có thấy một cái điểm mà Ủy ban Kinh tế có một số cái kiến nghị chính phủ phải làm rõ ra, thì tôi thấy là rất là cần thiết. Và cái mức ấy, tăng lên là bao nhiêu là phải được tính toán và kiểm soát. Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho rằng, trong thời điểm hiện nay, các chính sách ban hành ra cần chủ động linh hoạt điều chỉnh trong tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện để đạt hiệu quả cao nhất, đồng thời kiến nghị Quốc hội xem xét cho phép kéo dài thời gian thực hiện đối với một số nội dung của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của chính phủ trong trường hợp cần thiết.